Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Happy Life Australia, cuộc sống tươi đẹp Úc. Hôm nay là mùng 1 Tết Tân Sửu 2021. Đầu năm xin chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Đặc biệt riêng cái năm này thì chúc một năm không có Covid. Chỉ trên một cái đó thôi là có thể cover cho tất cả những điều ước khác. Trước khi mình đi vào cái nội dung của cái video này thì mình xin nói sơ qua về cái tình hình ở Melbourne trong ngày mùng 1 Tết. Đến trưa ngày 1 Tết ngày hôm nay thì ở tình hình ở Melbourne hiện giờ là có đến 13 ca Covid. Mà 13 ca này là từ cái chủng mới ở bên Anh qua. Thì theo các chuyên gia y tế nói thì cái chủng mới bên Anh thì nó nguy hiểm hơn cái chủng cũ. Nên đặc biệt chính quyền ở tiểu bang Victoria ở Melbourne này họ rất là nghiêm khắc với lại cái 13 ca mới này. Nên họ đã họp khẩn và quyết định ban hành lệnh phong tỏa bắt đầu từ khuya ngày mùng 1 Tết và phong tỏa trong vòng 5 ngày. Phong tỏa ở cái giai đoạn 4 của Melbourne có nghĩa là chỉ trừ khi mình đi làm thôi, còn ngoài ra chỉ ra khỏi nhà trong vòng bán kính 5 cây số và phải đeo khẩu trang. Từ giờ thì mình chỉ còn nửa ngày mùng 1 để mình làm những cái gì mình muốn làm. Thì gia đình mình ngày hôm nay thì như thường lệ, vào ngày mùng 1 gia đình mình sẽ đi chùa đầu xuân. Xin mời các bạn cùng với gia đình mình đi hái lộc đầu xuân nhé. Giờ mình đang trên đường mình đi ra chùa ha. Thì nói thêm chút xíu về ngày Tết ở nước Úc, đặc biệt là ở Melbourne này. Nếu mà cái ngày Tết ấy mà trùng vô cái ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật á, thì đa số những cái khu chùa hay là những cái hội chợ gì rất là sẽ đông đúc, thì mọi người đều nghỉ làm. Riêng hôm nay là vào ngày thứ sáu thì hầu như nói chung là trẻ em là vẫn đi học, như con mình cũng đi học. Rồi người lớn thì nếu ai có lấy ngày nghỉ được thì nghỉ, còn không thì vẫn phải đi làm. Bởi vậy các bạn nhìn để ý trên đường hiện giờ buổi chiều thứ sáu xe trên đường rất là đông, ngoại trừ những cái khu của người Việt mình thì mình có cái không khí Tết lễ hội, còn ngoài ra bất cứ đi đâu khác như một ngày bình thường vậy thôi. Đó, các bạn để ý thì thấy xe rất là đông. Cái này là những hình ảnh trên đường cao tốc của Melbourne. Chào các bạn, như các bạn thấy thì cái cổng của cái sau lưng mình đó là của cái chùa đầu tiên mình đến ha. Thì ở khu vực Springvale này thì có hai cái chùa của người Việt mình. Chùa này thì là của người Việt mà gốc Hoa.
Phía sau lưng mình là cái chánh điện của cái ngôi chùa Hoa, người Việt gốc Hoa ha. Trên một cái biển chính điện đó ghi có dòng chữ là Đại Hùng Bửu Điện. Thì tình hình hiện giờ ở ngoài chùa này tương đối vắng, không có đông như mọi năm. Sinh thi đây. Cái này là dạng giống như lọc cầu an, mình viết tên trên tấm liễn này và mình treo lên ở cái cây lọc may mắn ở chùa để cầu an cho năm mới. Thank you.
Rồi, bây giờ mình trên đường đi vào cái chùa thứ hai của người Việt mình ở cái vùng Spring Valley ha. Chùa này gọi là chùa Hoa Nghiêm. Chùa này thì tương đối đông hơn chùa Gốc Hoa. Thì khi gia đình mình thắp nhang lễ Phật xong thì mình vào bên nhà hàng của chùa Hoa Nghiêm để mình dùng đồ chay, coi như là cái thông lệ đầu năm.